Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Hai người bị buộc tội trong đường dây trồng cần sa bất hợp pháp tại England Empire với sự tài trợ từ Trung Cộng. Tin từ England Empire, California, thưa quý vị, một bộ thẩm đoàn liên bang đã truy tố một người đàn ông cư ngụ tại thành phố Chino và một người đàn ông tại Pasadena người hôm thứ Năm về 19 tội liên quan đến sử dụng nguồn tiền từ Trung Cộng để mua và trồng cần sa trái phép trong 9 ngôi nhà ở Chino, Chino Hills và Ontario. Phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Liên bang CRN McEvoy trong một tuyên bố bằng văn bản cho biết Lin Lee, còn được gọi là Aaron Lee, 37 tuổi, cư dân Chino, và Jimmy Yu, 44 tuổi, cư dân Pasadena, đã được nêu tên trong bản cáo trạng nộp tại tòa án liên bang ở Los Angeles. Ông Lee, một người môi giới bất động sản, bị buộc tội cầm đầu đường dây với hàng triệu Mỹ Kim tiền tài trợ từ các đồng phạm chưa bị kết án ở Trung Cộng. Thưa quý vị, ông Yu bị buộc tội hoạt động như một người chăm sóc các trang trại bất hợp pháp. Cả hai ông Lee và Yu đều bị buộc tội với các tội danh bao gồm âm mưu sản xuất và phân phối cần sa, âm mưu duy trì một cơ sở liên quan đến ma túy, duy trì một nơi sản xuất và phân phối cần sa và sở hữu cần sa với ý định phân phối. Một bị cáo thứ ba đó là ông Ben Chen, cư dân của Alhambra, 42 tuổi, cũng bị buộc tội hoạt động như một người chăm sóc cần sa. Vụ án bắt nguồn từ cuộc điều tra kéo dài 14 tháng về 9 ngôi nhà ở Chino, Chino Hills và Ontario. Sở Cảnh sát quận San Bernardino đã khởi xướng cuộc điều tra và sau đó được hỗ trợ bởi Cơ quan Điều tra An ninh Quốc gia và Nhập cư Hoa Kỳ. Cuộc điều tra lên đến cao điểm khi một loạt các cuộc đột kích xảy ra vào ngày 7 tháng 3, trong đó ba nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhà chức trách ban đầu cáo buộc những người đàn ông chịu trách nhiệm cho bảy hoạt động liên quan đến cần sa, nhưng sau đó có hai người nữa đã được thêm vào. Các nhà điều tra đã nhổ bỏ tổng cộng là 4.342 cây cần sa, là một phần của vụ án. Các công tố viên liên bang đang tìm cách tịch thu 8 ngôi nhà được cho là có liên quan đến hoạt động này, bao gồm 5 căn ở Chino, 2 ở Chino Hills và một ở Ontario. Sau khi có được tài trợ từ Trung Cộng, thì ông Lee đã sử dụng các công ty vỏ bọc và dùng người giả dạng thuê nhà để che giấu những gì đang diễn ra bên trong nhà. Thưa quý vị, vào đầu năm 2018, thì một người hàng xóm đã phàn nàn với cơ quan công lực về mùi cần sa đến từ ngôi nhà nhưng không ai sống ở đó. Nếu như bị kết án, mỗi người phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù liên bang và mức tối đa là mức án trung thân. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.